Hello, xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nhá. Ngày nay thì mình sẽ tiếp tục chơi game Dark Rival nhá. Còn đây thì mình đây, mình sẽ chọn luôn cái con này trông nó chất. Rồi ok, ngày nay thì mình sẽ coi như là thực hiện mình vào shop mình mua. Mình sẽ mua các loại bom rồi nhá. Đây. Ok, các loại cái này là cái băng này, Icer là băng này, Electro là điện mà nhá, thì dùng băng với điện để coi như là trêu cả ông công an rồi là với ông hàng xóm này nhá. Ok, mình chơi mạng nào nhỉ? Mạng này đẹp nhá. Ok, mạng này đẹp. Ok, bạn đợi mình nhá. Ok, mình này tiếp tục trêu ông hàng xóm nhá. Ok, thế là mình đi tìm cái ông công an, không thấy ông công an đâu nhỉ? Ông công an đi đâu mất tiêu rồi? Sao mình kêu nhiều quá mà ông ấy chạy mất rồi? Ok, đây là tòa hàng nằm kêu bây giờ. Sau khi bị giật ra thì chắc là ông ấy tức mình lắm đấy các bạn ạ. Thôi, chạy đi các bạn. Mặt tập. Ờ, mình đang không đuổi mình rồi. Ok, có khi nào phải cho thêm quả băng đấy nhỉ? Cho nhớ nhau chứ nhỉ? Ok. Ôi chết rồi, để xa bạn. Lại. Mình bên chặn ở kia nhé. Rốt. Rồi, cháu xin lỗi chú công an, cháu chỉ đùa thế thôi. Và trêu ông hàng xóm nhé, ông hàng xóm đi trêu sẽ ông thấy cáu kỉnh thôi. Trước tiên thì mình đi ra mua thêm mấy quả băng các bạn nhé, trêu ông hàng xóm. Hello. Ok, mua thêm mấy quả băng. Ok, đủ rồi các bạn. Hello. Trông ái ái các bạn nhỉ? Các bạn có nhìn thấy ông hàng xóm này trông ái không? Nhảy với trẻ nhon. Mình mà đứng rõ mặt cái này nào là mình cũng nhạo được bạn ạ. Rất là điều toàn. Ok, không có phải nhám gì, chúng ta không có nhám gì, không có phải nhám gì, làm cái quả này.
share cho bạn nhé. Không em giờ không biết mình ở đâu nữa. Ok đi treo lên để mình quên mất đấy, mình phải vào nhà để mở cái chìa khóa phía trước, trên kia thì mình cứ mở cái cổng này trước đã các bạn, để cho nhớ đâu trong trường hợp nghĩ bách thì cần. Ok, trong trường hợp nghĩ bách mình cần. Đấy, giờ mình phải vào cái tường này thì khóa này thì mình bật. Hôm nay hình như là có một cái còi báo động ở trên này các bạn. Thì nếu mình sẽ chuyển thẳng của bom nhé. À, cái còi đấy chỉ giống một lần thôi hay sao? Ok. Rồi, mình có cái chìa khóa cuối cho các bạn. Mình phải cắt bớt cắt vào đây. Để vào đúng lúc cho ông chạy đang là việc kia. Ông đi ra chưa? Mở được khóa cái một súng thì bắt đầu mình quay lại nhé. Để đâu đi ra ngoài nhé. Không, không biết mình đi đâu. Thì như là mình hết cái lo cái thứ đấy sao nhỉ? À, may quá, còn một lọ. Okay. Hai mặt tàn. Ok. Nên là làm cầm sẵn quả bom thì nó sẽ được ném chiêu hết nữa. Thôi, mình sẽ chốt cái bàn này nhé. Mình chôn ông ấy thế thôi không? Chôn nhiều ông ấy này tức lên là chết. Ok, vậy video của mình đến đây chắc cũng là kết thúc được các bạn. Xin chào các bạn ở các video tiếp theo nhé.